Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hè Nhật của em. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 và là ngày thứ bảy cuối tuần. Thì tối nay em sẽ tranh thủ giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm hàng Xi Nhật mới về cũng như là một vài cái combo giá rẻ đang được khuyến mãi ở shop em anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Trước khi vào những cái sản phẩm túi xách thì em sẽ có ở đây khoảng khoảng 10 cái gọng kính nha anh chị ơi. Thì em giới thiệu đầu video cho anh chị chú bác nào bữa hôm qua hôm kia gì đó mình chưa mua được ha. Video kia thì nó hết rồi và em đang soạn thêm nhưng mà chưa có soạn xong hết cho nên là em lên trước một vài cái sản phẩm trong video này anh chị ơi. Đây, đầu tiên thì em sẽ có cái gọng kính này rất là xinh nè. À, cái này mình mua cho con gái này kia cũng được, hoặc là các chị mình xì tin chút xíu mình xài cái này cũng được. Và nó siêu mới như vậy luôn. Để cái này là em đang cố tình zoom cận anh chị nha, để anh chị mình thấy được cái độ mới của cái sản phẩm nè. Nó có cũ mới chỗ nào là mình thấy hết. Và cái này nó mới 90 mấy% luôn. Bên hông là nó có làm trái tim như vậy nè. Người ta gọi những cái gọng này là gọng ạt, gọng nghệ thuật đó anh chị. Tông màu của nó là tông màu tím đậm á. Rồi và rất mới luôn. Dĩ nhiên là cái này đã bán gọng thôi nha, không có bán cái chồng đâu. Cái chồng này thì mình có thể cắt lão hay là cắt cận đều đẹp anh chị nha, rất là mới, không có hiệu và nó chỉ có mã số gì tùm lum thôi chứ mà không có thương hiệu ha. Size ngang của cái gọng này thì nó sẽ được là 130, rất là đẹp luôn. Rồi mẫu này em bán cho mình với giá là 220. Anh chị chốt giùm em mã số là T1. T1 giá là 220 ngàn. Này giùm em cái mã số anh chị nha. T1 giá là 220 cho cái gọng kính này. Tiếp theo là em sẽ có cái gọng nữ hiệu hiệu này là hình như là, để em coi cái hiệu này. Ninarissi, đúng rồi. Đó, Ninarissi này cũng là dành cho nữ luôn, dành cho các chị các cô đây, rất mới nha. Hàng hiệu Ninarissi, gọng là gọng titan và nó made in Japan. Đó, cái chồng này nó có độ rồi nha anh chị ơi, và mình mua cái gọng thôi giùm em ha. Gọng này mình về mình cắt lão là đẹp á. À, bên hông này là anh chị thấy nó đẹp cỡ này nè. Đó. Cái chỗ này nó vàng ống nha, cái này là tại vì cái ánh đèn nó chá vô mình thấy nó hơi trắng trắng nha, nhưng mà bên ngoài người ta là vàng ống vàng ánh luôn. Rất là đẹp. Cái chồng này thì em không biết là mấy độ cho nên là em bán cái gọng thôi ha. Cho các cô mình về mình cắt theo cái độ mắt của mình. Đó, hai bên người ta đều dập chữ Ninarissi và nếu mình nhìn kỹ á thì dưới này nè, người ta có kim tuyến như vậy luôn nè anh chị. Rất đẹp luôn ha. Rồi, mã này thì size ngang của nó sẽ được có là 135. Đó, 135 không biết mấy độ nha anh chị, em bán cái gọng thôi. Mẫu này em bán cho mình với giá là 290 ngàn. Mã số là T2, giá là 290 cho cái gọng hiệu Ninarissi. Chị cô nào mà mình tín đồ của thương hiệu này, tại vì Ninarissi nó có nhiều thứ anh chị, nó có túi xách là mình hay gặp nè, túi nè, ví nè, nước hoa nè, rồi mắt kính nè, rồi cà vạt nam cũng có nữa. Nói chung là những cái thương hiệu thời trang lớn đó, thường thường khi mà họ đã thành công rồi, họ được người tiêu dùng người ta biết tới rồi thì họ sẽ sản xuất rất là nhiều thứ để họ bán cho cái tệp khách của họ đó. Cho nên là mình gặp được nhiều cái món hàng thời trang của những cái thương hiệu này. Rồi, gọng nữ thì hình như em có hai cái đó thôi. Mấy này là gọng nam nha. Một cái gọng nam này hàng hiệu của YSL. Gọng này dành cho các chú nha. Mẫu này mình có thể cắt mát là ok, hoặc là cắt lão là tùy mình ha. Cái này thì em thấy nó hơi là kiểu trung niên hoặc là lão niên thì mình đeo đẹp. Còn mình trẻ trẻ tầm 35 đổ lại thì mình sẽ đeo những cái mẫu mà nó sẽ khác hơn ha. Mẫu này thì em thấy nó hơi cứng nha. Rồi, bên hông đây, độ mới này cũng cao nhưng mà không có được hơn 90% đâu, nó tầm khoảng 87-88% thôi. Cũng có trầy nhẹ nhẹ trên cái gọng này nha anh chị. Hàng hiệu của YSL. Rồi. Nhưng mà không có thấy ghi made in đâu, không có thấy cái chữ đây đây có. Để em đọc coi, made in Japan nha anh chị, có chữ Japan ngay đây nè nhưng mà nó hơi mờ. Đó, bên bên hông hai bên bên ngoài đó thì nó cũng có trầy và bên trong cái ngay cái chữ YSL Paris nó cũng có hơi trầy nhẹ. Tổng thể thì còn ổn lắm nha. Rồi, anh chú nào mình thích thì mình chốt cái này hàng của YSL luôn đó.
size là 145. Mẫu này em bán mình với giá là 280 cho cái gọng này. Mã số là T3, giá 280. Mấy cái này là hàng tuyển cho nên là nó không có đồng giá hoặc là giá rẻ hơn ha. Giá rẻ hơn hoặc là combo 100 ngàn gì đó thì mình chọn những cái sản phẩm khác, từ từ em lên chị nha. Bữa nay thì những cái này là hàng tuyển chọn cho nên là không có giá rẻ hơn giá này được ha. Và một cái gọng mình mua vài trăm ngàn cho một thương hiệu lớn như YSL hay Nina Ricci đồ này kia là đã quá rẻ rồi anh chị ơi. Mã T3 giá 280 cho cái gọng YSL của Nam. Tiếp theo là em sẽ có một cái gọng này của gọng Titan nha anh chị ơi. Gọng này là ghi là gọng Titan thôi, nó không có hiệu. Cũng là dành cho các anh các chú trung niên lão niên luôn. Cái này mình không có trẻ nha. Đó. Độ mới cái này cũng khoảng 87-88%. Bên hông này còn quá đẹp nhưng mà bên trong này thì nó có trầy. Nè nó có trầy chỗ này nè, chỗ cái đệm cái chỗ này nè, cái chỗ bọc quá anh chị. Nó có hơi trầy nha. Rồi bên ngoài thì ổn ha, và người ta cũng đã làm cái màu cho nó quách quách sơn thủy như vậy. Cho nên là cái độ trầy thì mình nhìn kỹ lắm, mình mới thấy nó trầy, thấy nó sờn thôi chứ nhìn sơ mình tưởng đâu là cái kiểu. Nhưng mà là có sờn nha. Trồng này thì hiện tại là độ nặng chứ không có bán cái trồng ha, em bán cái gọng thôi. Gọng này là gọng titan không có hiệu. Size ngang của nó sẽ được là 135 200 ngàn cho cái gọng này nha anh chị ơi. Mã số của nó là T4 giá 200. T4 giá 200 ngàn cho cái gọng này. Rồi, tiếp tục. T4 nè. Ui, cái gọng này là em thấy các chú rất thích kiểu này lắm nè. Gọng này là hàng có hiệu nha. Frame, Flint, Coating gì nè. Hàng có hiệu anh chị nha. Nó có cái bọc cái miếng nhựa ở trên đây nữa. Rất là đẹp ha. Độ mới cao. Đấy, bên hông độ mới rất là cao nè. Nhưng mà bên trong này vẫn có trầy. Ở bên trong vẫn có trầy sơ thôi, tổng thể còn rất đẹp ha. Và cái mẫu này thì các chú mình hay thích mua cái kiểu mà nó có cái bọc nhựa bên trên giống vậy lắm nè. Độ mới cao lắm nha anh chị. Size ngang của nó sẽ được có là 140. Mẫu này em bán cho mình với giá là 230. Mã số là T5, giá là 230. T5 giá 230 cho cái cây này. Cây nào cũng đẹp hết. Xê xích nhau một vài chục ngàn thôi anh chị. Mình không mua được cây này thì mình lấy cây kia, hoặc là mình không vừa cây này mình lấy cây kia ha. Rồi tiếp tục là cây gọng này. Gọng này là gọng titan hàng Ion Platin nè. À. Nó không có hiệu ha, nó chỉ ghi chữ titan thôi. À không, cái cây này nó có chút xíu vấn đề rồi. Bỏ qua đi, lấy cây này đi. Cây này là cây kính mát nha anh chị. Kính mát này là hàng Made in Austria, là sản xuất tại nước Áo. Một cây kính mát nam ha, cái gọng nó như vậy. Đây, bên hông nó đây, hàng của thương hiệu là Carrera, Carrera. Đó, cái gọng nó như vậy nha, nó cũng có độ trầy nhưng mà tổng thể còn đẹp ha, và nó là hàng hiệu được sản xuất tại nước Áo đây. Đấy. Kính mát nha anh chị, kính này thì mình mua về mình xài liền được luôn á. Size ngang của nó sẽ được có là 145, cái này rất là đẹp. Em bán cho mình với giá là 300. Mã số là T6, giá 300 ngàn cho cây kính mát này. Mã T6 giá 300. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là cái cây này. Cây này còn mới, còn tem luôn nè. Cây này là dạng kính thời trang đó anh chị, chống tia UV ha. Kính thời trang thôi chứ không phải là thương hiệu châu Âu lớn, nhưng mà được cái là nó rất mới như vậy. Đấy, mẫu này thì nữ mình xài nha. Đẹp anh chị. Không phải là Gucci gì đâu nha, nó là kính thời trang thôi, hàng của Nhật, Made in China. Đấy, tem nó đây. Rồi, cái size của cái kính mát này thì nó sẽ được là 140. Cái này mới chưa có qua sử dụng mình mua tặng được ha, còn tem như vậy anh chị nha. Cái này em bán cho mình với giá là 250. 250 cho cái cây này, chốt giùm em mã số là T7. T7 giá là 250 nha anh chị ơi, mã T7 giá 250 cho cây kính này. Tiếp tục. Còn một cây kính nữa thì em qua tới những cái sản phẩm khác ha. Cây này thì nó có sẵn cái hộp nha anh chị. Em giới thiệu cái nào có hộp thì em có giao cái hộp. Một cây này là của Michiko London. Này, cái tem hiệu của nó đây nè chị, cái hiệu của nó đó. Cây này là cây kính mát nha, nó cũng khá là độc. Đẹp. Cái này là nam nữ đều xài được hết. Đó là kính mát đen thùi ha, và cái gọng nó rất là xinh. Thôi, cái gọng nó là dập chữ xinh xắn lắm. Ở bên trong thì không có thấy ghi là made in nước nào đâu anh chị. Không có ghi nha. Nhưng mà là cái gọng nó đẹp và nó khắc hiệu trên đó. Đó.
size ngang của cái cây này thì nó sẽ được là 1,30 nha. Mẫu này nữ mà chị nào thích lạ lạ chất chất mình đeo cũng đẹp, hoặc là các anh nào mặc hơi nhỏ mà mình thích chất chất lạ lạ thì mình đeo cái này nó cũng quá ok luôn anh chị. Đẹp đó nha. Rồi cây này em cũng bán cho mình với giá là 250 luôn. Chốt giùm em mã số là T8 giá là 250. Mã T8 giá 250 cho cây này. Cây này là cây kính mát nha. Nó không có ghi xuất xứ ha. Đó. Cái gọng của nó cũng mảnh. Rồi, em hết kính anh chị. Hết kính cho video này đó, tại vì em chưa có soạn kịp ha. Rồi em sẽ qua tới những cái sản phẩm khác trong video hôm nay. Em có mới về một cái này bằng vải nè anh chị. Chưa, để em zoom cái góc ra chút nha. Rồi, lấy cái này xuống đi. Một cái ví này là bằng vải nè. Đó. Vải này màu xanh ha, vải dạng như vải dệt á. À, các chị mình hay mua mấy cái tranh dệt của em thì cái vải người ta dệt thành cái hình hai cái cây nè, tông màu xanh. Mình xài như cái clutch cầm tay, ví cầm tay giống vậy đó anh chị. Size ngang của nó sẽ được có là 27 nè, nhân với lại 12, 27 nhân với lại 12 nha. Góc cạnh thì còn rất là mới đẹp như vậy. Bên trong nút hít ha, bên trong thì nó sẽ là lót vải nha anh chị, có một ngăn đây, tem hiệu của nó đây, tem Nhật ha. Rồi một ngăn đắp ngay đây, ngăn lớn và một ngăn khóa kéo nhỏ. Mấy cái hàng này giống như hàng thủ công của Nhật vậy anh chị. Anh chị nhìn cái dàn tem của nó nè đó. Nhưng mà tại vì bên Nhật thì họ thường có những cái dòng sản phẩm bằng vải hoặc là bằng cườm á. Ở đây thì mình hay thích túi da, chứ còn một số em thấy ở bên đó người ta hay bán những cái sản phẩm thủ công như vậy thì nó sẽ đắt tiền ha. Rồi, nãy đo rồi. Cái này em bán cho mình với giá là 190 ngàn. Chốt giùm em mã T9. T9 giá 190, cái này rất là mới nha, mã T9 giá 190 cho cái sản phẩm này. Tiếp tục. Này gì đây? Này có một cái hộp như vậy. Bên trong đây là một cái ví da. Còn sổ còn thẻ nha anh chị ơi. Cái ví này bằng da khắc nha, da bò, rồi người ta khắc lên trên đây nha, chứ không phải là vải nha anh chị. Đó, nó khắc đẹp cỡ này nè. Đây, khắc đẹp như vậy nè anh chị. Đó. Này dính cái miếng đó thôi. Rồi, rất mới luôn. Các cô các chị mình xài cái này rất là đẹp. Bên trong đây hàng có hiệu nha. Bên trong đây là có cái ngăn đựng tiền dài, lót là lót vải ha. Rồi. Có một cái cớp, cớp này là lót vải luôn nè anh chị. Rất mới, cái này mua tặng được, chưa có qua sử dụng, bằng da bò. Size là được 12.5 nhân với lại 9.5. Quá đẹp luôn. Đó, mẫu này em bán cho mình với giá là 390 ngàn. 390, mã số là T10. Giá là 390 cho cái ví này nha. Quá đẹp, còn hộp luôn. T10, giá là 390 cho cái ví. Rồi, tiếp theo. Cái này gì đây? Cái này là một set hai cái khăn. Khăn cho các cô đi. Máy này các cô thích lắm nè. Nó giống với cái filer của Đức á, nhưng mà nó hiệu khác nha. Nó hiệu là Lex Onster gì đó. Khăn nha, 100% là vải dệt gì đó nha. Rồi. Còn tem đây ha. Hai cái này là cùng một set. Hai cái khăn là hai cái màu khác nhau nhưng mà nó rất là đẹp. Khăn nhỏ nhỏ nha các cô, mình hay bỏ túi xách đó. Hoặc là đúng rồi, cái khăn này dạng mình bỏ túi xách đó anh chị. Size của nó sẽ được có là 20. Mẫu này mình mua tặng cho các mẹ các dì ở nhà được nè. Đẹp, rất là đẹp luôn. Thường các cô các dì mà thích mấy cái dạng bông này lắm. Hai cái cùng size nha anh chị, một hộp nó hai cái và em bán theo hộp chứ không có tách lẻ ra từng cái ha. Hộp này em bán cho mình với giá là 300, mã là T11. T11 giá 300 ngàn, rất là xinh nha. Cái khăn nó đẹp dữ luôn á. Đây là cái chất liệu của nó vậy nè. Đó, quá đẹp. T11 giá 300. Mấy này có một thứ có một cái thôi, không có nhiều đâu. Rồi. Em có một cái túi này là túi dạng giống như mình đựng mỹ phẩm đó, vải và người ta may trần giống vậy nè, màu xanh navy ha. Màu xanh đậm. Size ngang đáy là được 25, cao lên là được 20. Mới lắm anh chị, hàng hiệu là Vera Bedlay nè. Góc cạnh đây. Này nó bằng vải và người ta may trần, trần may cũng đẹp nữa anh chị ha. Đây.
mà có khóa kéo, mẫu này thì mình đựng mỹ phẩm là đẹp, hoặc là mình đi du lịch gì đó là mình mang theo, nó rất là tiện nha, nó có chống nước bên trong nữa nè, ôi đẹp lắm nè. Có hai ngăn này mình đựng mấy cái chai mỹ phẩm của mình đó, phân loại trong đây đẹp nha. Mẫu này xinh á, em bán này cho mình với giá là 320, mã số là T12, mới lên ken á, 320.000 mã T12 giùm em cho cái túi này. Tại em đang quay cái góc này để cho những cái sản phẩm nhỏ nhỏ mình nhìn nó dễ á, tí hồi thì à, cho nên là phải để nằm như vậy nha. Nhiều khi anh chị quen cái cách em để kia. Em có một cái túi này xinh nè, nó là tre đan phối với lại da nha, da chỗ này thì hơi dính dơ, em lau chùi sạch khi gửi cho anh chị ha. Mẫu này là tre đan nè, rồi người ta phủ một cái lớp sơn bóng bên ngoài rất là xinh luôn. Size ngang của nó sẽ được là 20.5 nhân với lại 14.5. Cái chỗ cái khoe này nó có hơi độ xuống màu nhẹ, kiểu hàng si đó anh chị, nó không có vàng óng nha, nó có bị hơi hơi bạc bạc nhẹ nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng, không quá xấu đâu. Rất là đẹp nha, góc cạnh là siêu đẹp luôn. Như vậy để coi có gãy không, đây nó có gãy chút chỗ này nên chị, chỗ cái đường đan là nó có gãy một hai cọng ha. Rồi bên trong đi, bên trong là có dây còn tem còn tác đồ tù lua hết nè, hàng của Ý luôn. Còn dây đeo, dây này là da bò, muốn đeo thì đeo, không đeo mình cất bên trong ha. Lót là lót da sạch đẹp, có một ngăn nhỏ chỗ này, ở bên ngoài nó có chút xíu mà nó nằm phía sau và nó cũng không ảnh hưởng gì đến khi mình sử dụng đâu. Đó mình cầm như vậy hoặc là lấy cái dây ra đeo giùm em nha. Kích thước nãy đo chưa quên rồi, đo lại đi. 22 nè, nhân với lại 15. Mẫu này em bán cho mình với giá là 420 ngàn. Chốt giùm em mã số là T13, giá là 420. Mã T13 giùm em, giá là 420 ngàn cho cái sản phẩm này. T13 giá 420. Tiếp tục, em có một cái này là của Nina Ritsy, đẹp nha. Mẫu này là mình đeo đó, có dây đó anh chị, bằng da bò, hàng hiệu của Nina Ritsy rất là mới nha. Da bò phơm hộp mini, mẫu này mini, điện thoại nào nhỏ xíu mới vừa ha. Size ngang của nó sẽ được là 15.5 nhân với lại 10.5. Nina Ritsy người ta dập vậy. Rồi mở ra, ở bên trong có dây nha, sợi dây này là sợi dây đeo chéo luôn, dây dài lắm. Trong là lót da. À, cái ngăn này nó hơi rách theo nè, rách cái đường vậy nè anh chị, nhưng mình khi xài thì mình vẫn xài ok đâu, không sao. Nó kiểu như là mình đẩy mạnh ra quá đó thì nó sẽ hơi rách chỗ đó ha. Rồi gài lại, không vừa điện thoại bình thường của mình đâu anh chị, cái điện thoại nào mà dạng điện thoại gập hay là mình xài điện thoại nhỏ nhỏ thì mới vừa nha. Rồi mẫu này em bán cho mình với giá là 390 ngàn, mã số là T14. T14 giá 390 cho cái sản phẩm này, mã T14 giùm em 390 ngàn. Rồi tiếp tục, một cái ví da màu tím, tím này có ánh nhũ nhưng mà nó không được mới nha. Độ mới này không có cao, khoảng 78-79% thôi. Khoen thì còn sáng nè. Mở khóa ra, bên trong là lót vải hàng hiệu của Nhật nha, Legu của Nhật. Rồi có nhiều ngăn lắm. Mẫu này bên trong rất là mới, rất là đẹp, nhưng mà bên ngoài thì nó có hơi sờn, hơi hơi xuống màu. Tại vì nó ánh nhũ và màu sáng nữa thì nó rất là dễ bị bắt dơ anh chị. Size của nó sẽ được là 19.5 nhân với lại 10 cm. Em bán này cho mình với giá là 280 ngàn. Đẹp nha. Mình muốn mua một cái ví để đựng đồ nhiều thì cái này là quá ok. 280, mã số là T15. T15 giá 280 cho cái ví này, mã T15. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này, cái gì đây? Cái gì đẹp đẹp trong hộp nè. Còn hộp nha anh chị. Cái này là một cái túi, trời ơi nó xinh. Túi nhung nha, túi cớp nhung. Cái này thì thật ra là tuổi nào mình cũng xài được, mình đừng có thấy là nó cớp và dễ nhung màu đen nữa mà hơi già, không phải đâu. Các chị mình đi tiệc á, mình mặc đầm kiểu sang trọng chút xíu là mình xách cái này nó rất là hợp nha. Dưới này là vải nhung màu đen, trên đây là cái cớp, nó còn sáng trưng mà còn mới. Mẫu này mình mua tặng được, hoặc là các cô mình thích thì mẫu này các cô thì xài quá ok rồi. Nhưng mà ý em nói là nữ trẻ trẻ như cỡ 30 ba mấy như em mà thích xài cái mẫu này vẫn có thể phối vô được anh chị. Nhưng mà điều nó nhỏ nha. Cái này điện thoại smartphone dài dài là không vừa ha, cũng phải là điện thoại nhỏ. Hoặc là điện thoại mình cầm ở ngoài, cái này là mình xách làm duyên để cây son, cái gương đồ thôi. Size là 15 16 nè, nhân với lại 13, mở ra như vậy. Cái cớp bên trong rất là đẹp nè.
cái hạt chỗ đó còn luôn ha. Đó, bên trong là lót vải như vậy nha anh chị, nó không có hiệu đâu, lót vải sạch đẹp như vậy luôn ha. Rồi, mẫu này còn hộp luôn. Em bán cái này cho mình với giá là 280 ngàn, 280 dây sách nha anh chị. Chốt giùm em mã số của nó sẽ là T16, mua tặng được. T16 giá là 280 ngàn cho cái sản phẩm này. Mã T16 giùm em, 280. Quá trời xinh luôn. T16 giá 280. Tiếp theo thì em sẽ có cái túi này. Túi này đang sale giá rất là rẻ luôn nè. Nó sẽ là da rùa đó anh chị. Da rùa thật anh chị ha. Size ngang của nó sẽ được là 22 nè, nhân với lại 17, nhân với lại 10 cm. Nó có độ cũ như hình luôn, nó không được mới ken đâu nha. Và cái quai á, cái quai của nó có những cái dấu vết như vậy nè, kiểu mình để rồi nó cấn và người ta cũng xài nhiều á. Đây, bên đây nó có gãy quai như vậy nha. Rồi, cái này bữa nay là em sale cho hết hàng luôn nè. Đó, sẵn nó nằm ở đây thì em sale luôn. Hai bên hông này là lót vải màu đỏ. Các cô mình vẫn xài được bình thường, hoặc là mình cần thì mình có thể quấn cái dây vải, quấn khăn đồ đó cũng được ha. Cái này da rùa, em sale nhanh cho mình cái này với giá là 200 ngàn. Chốt giùm em mã số là T17. T17 giá 200 cho cái da rùa nha anh chị, da rùa biển á. T17 giá 200 ngàn cho cái da rùa này. Rồi, tiếp tục. Em có một cái túi này mới về rất là đẹp, bằng da, xinh nha. Này, zoom về mình thấy ha. Túi này bằng da, da miếng anh chị, mà nó dày nè, da miếng nó dày dữ lắm. Cái này da chứ không phải là miếng của cây tre đâu nha, nó da đó mà nó dày cỡ đó đó anh chị. Mấy này là dính của những cái túi khác qua thôi, khi gửi cho anh chị thì em lau chùi ra ha, kiểu như nó để chung với cái túi nào nó bị lỗi đó. Rồi, bên trong là nó sẽ gồm cho mình cái túi nó như vậy nè. Cái mẫu túi này nó sẽ là như vậy, nhưng mà mình có thể sử dụng hoặc là mình có thể để riêng hoặc là để chung. Để chung thì nó sẽ thành một cái ruột của cái túi này, còn để riêng là nó như một cái clutch nhỏ đó. Mẫu này là 2 trong 1. Ở bên trong này là vải lưới anh chị, có nhiều ngăn đó. Mình xài riêng nó như vậy thành một cái clutch, mình đựng mấy cái dây sạc hay là con chuột đồ, khi mình xài máy tính cũng được nha, hoặc là đựng mỹ phẩm được. Hoặc là mình để vô đây, mình xài nó như một cái ruột của cái túi này. Nhưng mà cái túi này mình xài riêng nó cũng được luôn, rất đẹp. Da đó nha anh chị, mà dày mo luôn. Size ngang của nó sẽ được là 33, cao lên là được 18 nè. Độ dày là 10. Mọi thứ đều rất đẹp, làm tỉ mỉ vô cùng luôn nha. Tại vì em zoom ra thì em không có nét được mấy cái cận này cho anh chị đó, chứ mà khi mình nét mình nhìn vô nó quá đẹp luôn. Độ mới thì lại cao nữa, hàng rất là độc lạ. Mẫu này em bán cho mình với giá là 690 ngàn, mã số là T19. À nhầm, T18 nha anh chị ơi. T18 giùm em cho cái túi này nha. Mã T18 giá là 690 ngàn. Lưu ý là T18 nha anh chị. T18 giá là 690 cho cái túi này. Mã T18. Tiếp tục. Em có một cái clutch này của Dunhill. Clutch này thì nó hơi có độ cũ ha. Chỗ này là canvas phối với lại da bò như vậy. Góc cạnh thì có sờn nè nha anh chị. Mẫu này thì không quá mới đâu nha, có sờn ha. Size ngang của nó sẽ được là 28 nè, nhân với lại 18, 19. Bên trong là lót vải sọc của hãng Dunhill. Hàng này được made in Italy, không có rách lỗi đâu, nhưng mà nó cũ chứ nó không có được mới nha. Ở đây có ngăn nữa nè. Rồi, mẫu này thì nó không có cái dây để mà mình à có. Đây, cái dây xách cổ tay của nó nằm đây, và nó có bị sờn nhiều anh chị. Cái phần da là nó có sờn. Phần canvas thì mình xài là Vivu, còn cái lót thì rất là đẹp nha. Mẫu này đẹp nhưng mà không mới ken. Kích thước thì nãy đo rồi. Em bán cái này cho mình với giá là 400. Hàng Dunhill anh chị. Mã số là T19, giá là 400 ngàn cho cái Dunhill này nha. Mã T19 giùm em, giá 400 cho cái sản phẩm này. Rồi, tiếp tục. Có nhiều hàng mới về rất là đẹp ha. Rồi, em có một cái túi chống này, chống mini thôi. Chống này đựng tầm khoảng 4 bộ đồ là ok nha. Da thật phối với lại là canvas. Size ngang là được 34, cao lên là 24. Độ dày của nó là được 19-20. Có ổ khóa đây, nhưng mà không biết có chìa khóa không. Này là có ACE sản xuất ha. Bên hông này được có ngăn. Chỗ này là da thật nè anh chị, cái này là da thật, còn cái này là canvas nha. Góc cạnh thì ok, đáy này còn ok, độ mới cao lắm. Tại em không có độn phơm thôi, hàng mới về luôn anh chị. Bên trong lót đây, lót thì cũng rất là sạch đẹp ha, không có còn chìa khóa đâu anh chị. Cái ổ khóa đó nó treo lủng lẳng vậy chơi thôi, chứ không có còn chìa khóa nha. Do ACE sản xuất và được sản xuất tại Nhật luôn. Này đẹp đó nha.
Rồi. Món này anh chị nào thích cái này thì nó tiện cho mình sử dụng. Ví dụ mình để trên cái vali bự của mình, hoặc là mình xách một mình nó để mình đựng đồ đi công tác hay là đi du lịch gì ngắn ngày, hoặc là mình đi du lịch nhiều thì mình có thể xách theo đồ, bỏ trên xe đồ này kia. Nói chung là mình ứng dụng rất là cao ha. Rồi, em bán cái này cho mình với giá là 380 ngàn cho cái túi này. Mã T20. T20 giá là 380 cho cái túi này nha anh chị ơi. Mã T20 độ mới cao lắm. Hàng do Nhật sản xuất. Cái ví này em còn nè. Ví này là của Savator. Savator Ferragamo ha. Ví này là ví đựng thẻ còn mới lắm. Savator thì nó không có rẻ đâu anh chị. Một cái ví của nó 2-3 triệu là bình thường, là hàng si, hàng cũ á. Cái này thì bằng da bò, độ mới rất là cao, nhưng mà nó không đựng được tiền, không đựng được thẻ, mà nó chỉ là móc khóa như vậy thôi. Đó, còn vàng ống ha, made in Italy. Ở ngoài là da bò, bên trong thì người ta lót vải và có móc khóa cho mình nha. Còn hộp mẫu này mình có thể mua tặng được. Size ngang là được 10 nhân với lại 6 cm. Giá là 750 cho cái sản phẩm này. 750, mã số là T21. T21 giá là 750 nha anh chị ơi. T21 giá 750 cho cái ví này. Tiếp tục. Túi này siêu phẩm mới về nè. Túi này da bò. Foam là foam foam gì? Foam Kelly. Đó, cái này là hàng mới về luôn đó anh chị. Còn ổ khóa, còn chìa khóa đây nha. Ổ khóa này là cái chìa khóa này luôn đó. Đó, mở ra ha. Đây. Foam Kelly khi mình xài thì mình gài này lại, cửa khóa lại, còn không thì mình giày mình treo lủng lẳng cái ổ khóa vậy thôi. Bên trong lót đây rất là đẹp như vậy nha anh chị. Hàng này là hàng full da bò, bên trong cũng là lót da, không có hiệu nha, và cái này mình mua tặng được, dường như chưa có qua sử dụng. Bên trong rất là đẹp, nhiều ngăn, khoen khóa là còn sáng trưng luôn. Cái chỗ mình gịch chỗ này nó còn chưa có bị trầy nữa đó, chưa có ai xài nha. Cái này là do không có cái hộp hay không có cái gì đó để bảo vệ đó, nó có bị cấn qua cái túi kia. Cái này em sẽ cố gắng lau chùi nhưng mà không chắc hết nha. Đó. Còn lại là dường như chưa xài, nó không phải là dấu vết của sử dụng ha. Nó không có thương hiệu anh chị, nó là da thôi chứ nó không có thương hiệu. Size ngang miệng là được 27 nè, ngang đáy là được 30, cao lên là được 22 và độ dày của nó là 10 cm. Rất là đẹp, rất là xịn. Chị nào mà mình có thể mua tặng hoặc là mình thích cái dòng này thì mình chốt nha. Cái này sang lắm, đi làm, đi chơi, đi tiệc đều đẹp, đều hợp hết trơn. Phối với đồ nào cũng dễ, tại cái màu này quá trời dễ phối đồ. Giá của nó là 1550. Chốt giùm em mã T22, hàng siêu phẩm đó. T22 giá là 1550 cho cái sản phẩm này. Anh chị nhớ là có lần em thấy người ta làm handmade đó, các em nhắn tin em hỏi thử xem, ví dụ giá nó tốt thì mình đặt số lượng về cho khách của mình. Nhưng mà người ta báo cái túi đó là giá 24 triệu hay là 14 triệu gì đó anh chị. Cái form này nè, da hàng handmade của Việt Nam mình, handmade đó. Giá cao lắm, tại cái form đó là cái form xịn đó anh chị. Còn này là mình mua hàng si thì lâu lâu em có thôi, và giá nó sẽ mềm hơn. Đây, một cái túi mới về. Túi này là túi da trăng. Đẹp luôn. Da trăng mà cái form cỡ này nè anh chị ơi. Có chỗ móc dây nè, không biết còn dây không, tại hàng mới về em không có nhớ. Đây, da trăng thật đây. Đẹp lắm, form cớp quá trời xinh luôn. Mình xách như vậy thôi là quá đẹp rồi. Size ngang miệng là được 26 nè, cao lên là 16, độ dày là được 13. Khoen khóa là sáng bơ trưng luôn. Mình mở là mình nhấn vậy nè anh chị, nhấn vậy rồi mở ra. Còn cả dây, dây là chưa có xài luôn nha. Cái lót bên đây là dính dơ thôi nha, và khi là gửi cho anh chị thì em lau chùi sạch ha. Không có hiệu đâu, nhưng mà nó sẽ là da trăng thật và cái form quá đẹp. Đó, cái này em chưa có để form đó, để form vô nữa nó còn đẹp, hoặc là khi các chị xài đó thì các chị để đồ vô nó sẽ căng, nó thẳng ra, nó đẹp lắm. Mã số là T23, mẫu này em bán cho mình với giá là 850 ngàn. Da trăng anh chị nha. T23 giá 850 cho cái túi này. Mới len ken mua tặng được luôn á. 850. Form này đẹp lắm. Nhưng mà cái cớp như vậy thì em thấy nó hơi cứng tuổi á. Còn các chị mà mình trẻ trẻ hiện đại thì mình lấy cái form Kelly là đẹp nhất. Trẻ trung năng động hiện đại. Rồi, tiếp tục. Em có cái combo nha. Cái này nó bị lỗi lót rồi anh chị ơi. À, nó không có lỗi lót mà nó lỗi dính
bên ngoài, nó này nó lỗi da bên ngoài, này nó là da tổng hợp á, và nó có bong da như vậy. Mẫu này thì mình có thể lấy phụ kiện hoặc là mình quăng quật đi chợ gì, gì kia giùm em nha, chứ là nó lỗi nha, nó lỗi bên ngoài, còn bên trong thì nó không có lỗi. Này em bán combo lỗi lót đi nè, mình lấy khóa khóa kéo hay là mình lấy phụ kiện mấy cái này đồ ok nha. Rồi lỗi nha, cái này lỗi da, size ngang là được 34 nhân với lại 26. Cái này là của Kitamura, cái này thì là da bò, bên ngoài thì ok nhưng mà bên trong thì là lỗi lót đó. Bên trong lỗi lót như vậy, mình về mình cắt bỏ cái lót này là mình xài, nhưng bên ngoài nó cũng không có mới lắm đâu. Rồi combo hai cái túi lỗi này em bán cho mình với giá là 80.000. Combo này lỗi lót nha anh chị, lấy phụ kiện thì mình chốt ha, hoặc là mình sửa chữa được thì mình hết chốt, còn không thì mình lấy những cái mà nó hoàn hảo nha. Mã T24 giá 80.000 cho combo hai cái này. T24 giá 80. Em có một cái túi này nam nữ xài được, nhưng mà sẽ phù hợp với các anh nam nè. Bằng da, hàng hiệu của là Le Homme Rexy gì đây nè. Bằng da ha. Đây nó như vậy. Form này là form đeo chéo nhưng mà nó to. Size ngang là được khoảng 34, chiều cao là được 33. Cái này em chưa để form á. Có sẽ có hai ngăn như vậy. Bên ngoài là lót vải và nó đựng được nhiều đồ lắm nha anh chị. Rồi, bên trong khóa kéo miệng. Hàng của ACE sản xuất ha. Có tem bên trong ACE, Made in Japan nha anh chị ơi, sản xuất tại Nhật ha. Hiệu của nó có dập bên trong. Cái này mình để form vô là nó rất là xinh, tại cái này không có để form á. Rồi, giấy A4 là vô tư nha. Giấy A4 là ok. Dây nhỏ của nó đây. Dây là phối với vải cho nên là mình xài là quá trời tiện luôn. Đái đây. Cái này rất là mới nha anh chị. Cái này các anh mình xài ok. Cái vết này là do nó dính cái túi hồi nãy á, cái túi mà bị lỗi anh chị. Cái này em khi gửi cho anh chị là nó hết nha. Mã số là T25, giá là 550 cho cái túi da này. T25 giá là 550 anh chị, rất rẻ luôn, hàng mới về mà giá rất là tốt luôn. Rồi tiếp tục đi. Em có một cái vali nhỏ này, vali này thì nó sẽ là chỗ này là nhựa. Chỗ này là vải nha. Bữa hổm em có hai cái và em bán hai cái rồi, còn cái đó anh chị. Còn dây luôn. Đó. Mẫu này giá của nó sẽ là 350 anh chị ơi. Hàng hiệu của là Kokuyo, bên trong rất là rộng, mình đựng tài liệu giấy tờ cũng được, laptop đồ đó cũng được ha, hoặc là mình đựng quần áo cũng được luôn. Nó nhẹ gọn mà nó cái form của nó giống như là như cái vali anh chị, cái chất này nè, chất này giống mấy cái vali mình đi du lịch đó, cho mình đựng đồ thì nó thẳng thớm như vậy, nó rất là xinh, nó không có bị sẹp sẹp. Size 35 nhân với lại 30 nhân với lại 10 đó, mình xách cũng được, hai mặt nó đều là cái nhựa đó luôn nha, xách cũng được hoặc là mình gắn dây vô mình đeo. 350 thôi, mã số là T26. T26 giá 350 cho cái sản phẩm này. T26 giá 350. Em có cái vali này mới về xịn lắm nè. Cái này là hàng xịn nha. Nhìn nó giống trong mấy bộ phim lắm. Mấy bộ phim mà mafia đồ đó ha. Đây, vali này dành cho các anh luôn, các chú thích. Em thấy các anh các chú sẽ thích cái này. Chất liệu chỗ này là cái nhôm, nhôm người ta gợn sóng nha. Và cái khung này là khung thép không gỉ anh chị. Đó. Khung dạng như thép không gỉ, thép inox đó. Đó, xịn chưa? Rồi, mới lắm nha anh chị ơi. Và cái vali này nó dẹp thôi, dạng giống vali đựng tiền á, trong mấy cái bộ phim ấy bật lên là giao dịch đó ha. Thì nó là dạng dẹp như vậy. Size ngang là 41 nè, nhân với lại 31. Mẫu này em cũng mới bán lần đầu, nhưng với lại 6 cm nha, rất mới nha anh chị ơi. Hàng hiệu đây. Hiệu của nó là hiệu Simnova. Đó, mình có thể sạch thử cái Simnova vali này ha. Rồi, bật lên. Cái này là hai cái chìa khóa. Thật ra cái chìa khóa này nó rất là dễ. Mình kiểu như mình phòng hờ trộm này kia thôi, chứ thật ra ví dụ người ta trộm thì người ta xách nguyên này đi rồi, hoặc là cái chìa khóa này nó rất là dễ mở nha, nó dạng tượng trưng thôi đó anh chị ơi. Đó, bên trong thì nó còn chìa nha, mấy cái chìa này dễ lắm, nó dạng chìa gì này nè, mà túi xách thì thường người ta làm chìa như vậy, hoặc là khóa số chăng nữa thì cái mức độ an toàn kiểu như tài liệu đồ này kia thì ổn ha, còn như tiền á anh chị, người ta đã có ý rồi thì người ta xách nguyên cái vali đi thôi. Đó, những cái khóa đó thì mình cũng không có quá quan trọng đâu. Khóa này thì nó vẫn xài bình thường nha, thì em để ý em thấy vậy. Rồi bên trong này là lót vải nha, nhiều ngăn như vậy, mới lắm, cái này chưa có xài. Mẫu này các anh mình xách đi làm hàng ngày được luôn,
hoặc là mình đựng những cái đồ gì mà kín kín của mình đó mình để nhà ha, thì mình không có lo mối mọt hay là mình không có lo mà bị nước đồ này kia. Bằng da thì mình lại sợ nó bị mối mọt đồ ha, nhưng thì mình xài cái này. Nhưng mà các anh mà gu chất gu da thì mình lại thích đồ da hơn, tùy mình thôi. Rồi mẫu này em bán cho mình với giá là 1 triệu tròn, chốt giùm em mã số là T27, giá là 1 triệu nha. Cái khung của nó là thép không gỉ và cái chỗ này là nhôm rất mới luôn. T27 giá 1 triệu ha. Đẹp lắm. Sẵn vali nè, em giới thiệu một loạt mấy cái vali em đang có luôn nè. Siêu phẩm không nha anh chị ơi. Đấy, cái này độc lạ ha anh chị ha. À, để em coi cái cân nặng của cái này nó là bao nhiêu. Cái vali này nó nặng là 1,6 kg đó anh chị. Là chưa có để đồ gì hết trơn là đã 1,6 kg á. Đó là hàng xịn sò ha. Rồi, đây, cái vali này thì hôm trước em có giới thiệu qua rồi. Vali này bằng da bò, màu nâu bò, hàng của Ý. Mẫu này thì em đã từng bán qua cỡ khoảng 20 cái rồi. Trong cái quá trình mà bán hàng mấy năm của em thì khoảng bán tổng khoảng 20-25 cái vali này rồi. Giống vậy á. Đó, cái này là hàng khóa số nha anh chị ơi. Đây. Cái bộ khóa số của nó bên đây 3 số 0, bên đây 3 số 0. Bật ra thì ở bên trong nó là như vậy ha. Bên trong là lót, chỗ này là lót vải nhung. Trên đây thì phối với lại da, hàng này có cái tem hiệu nằm đây. Chứng nhận da thật California. Hiệu thương hiệu ha. Hàng rất là xịn sò luôn, bên trong cũng rất đẹp, bên ngoài cực kỳ đẹp, nhưng mà nó không phải là mới len ken, nó sẽ có những cái dấu vết ở trên da. Đây. Cái này chắc phải zoom góc lại cho anh chị thấy cái dấu vết của da nó. Nè, này nó cấn trầy khi mà mình vận chuyển nè anh chị ơi. Nó cấn trầy như vậy ha. Ít thôi, kiểu như là em zoom kỹ cho anh chị thấy vậy thôi, chứ khi mà mình xách cái này ra thì là người ta nhìn là thấy quá đẹp rồi, không ai để ý nhỏ nhỏ gì đâu. Đẹp lắm. Đó, anh chú nào mà mình gu nghệ thuật chút xíu hoặc là mình chưa có những cái sản phẩm kiểu này thì mình có thể chốt cái này nha. Em đang bán cái này với giá là 3,2 triệu và hôm nay em sale cho mình với giá là 3 triệu tròn ha anh chị ha. 3 triệu cho cái vali này. Thì dĩ nhiên vali da thì nó giá phải cao hơn những cái sản phẩm khác rồi anh chị. Hàng hiếm á. Size của nó sẽ được là 33 nè, nhân với lại 46. Độ dày của nó là được 10, 3 triệu tròn anh chị. Mã số là T28. 3 triệu. Nghe cái vali tự nhiên 3 triệu ha. Em còn cái sản phẩm khác mắc hơn nữa cơ, nhưng mà nó đắt sắt ra miếng nhưng mà nó xứng đáng. Đó. Còn không thì giờ mình sẽ chờ những cái sản phẩm khác, ví dụ như 1 triệu mấy, 2 triệu mấy nó vẫn có luôn, nhưng mà độ mới nó sẽ khác anh chị ha. Rồi tiếp tục đi. Sẵn lên siêu phẩm thì em lên một loạt những cái vali siêu phẩm cho anh chị mình chốt nè. Đây, một cái vali nữa. Cái vali này là cũng lần đầu tiên em gặp cái mẫu này. Đắt tiền nha. Cái này thì giá cao rồi. Đó, mình nhìn sơ nó giống cái màu nâu vừa qua, nhưng mà nó lại cái form nó mỏng. Nè, cái độ dày nó mỏng nha. Và em cũng mới gặp cái dạng mỏng như vậy lần này luôn á. Đẹp lắm. Màu đen anh chị nha. 3 số 0 nè. Bật lên. Bật lên. Đó. Bên trong là lót da lộn luôn. Đẹp xịn xuất sắc. Hàng GV Made in Italy. Cái này chưa có qua sử dụng á anh chị. Anh chị thấy nó không có vấn đề gì hết. Cái bộ khóa này là cũng bộ khóa Italy luôn nha. Trong cái trên cái bộ khóa này có dập chữ Italy trên đây. Rồi, mở ra. Bên trong nè. Hàng rất là đẹp xịn sò, mới lắm. Độ mới này cỡ là 90 mấy% và chưa có qua sử dụng nha. Mấy dấu vết trầy sờn mà trừ điểm vài phần trăm đó là do nó không có cái hộp thôi. Kiểu không có được bảo vệ 100% thôi. Nhưng mà điều độ trầy sờn nó không có nhiều. Một hai vết rất là nhỏ, không đáng kể đâu anh chị đâu. Ví dụ như này. Không đáng kể đâu ha, rất là đẹp mới luôn. Xịn mịn luôn. Đẹp quá. Đẹp dữ luôn anh chị ơi. Đây. Rồi, kích thước nè. Cái này mình xách đi làm hàng ngày là được luôn á. Vậy em zoom quá trời nhìn thấy nó nhỏ ha. Đây, nó lớn lên chút đi cho nó nhìn cho nó bự bự lên. Cái này là cái size đựng được A4 nha. Bề này là được 31 nè, bề này là được 43. Đó. Chiều cao lên nó chỉ có 7 cm thôi. Đây anh chị nha.
rất đẹp luôn, góc cạnh đẹp lắm. Cái này giá của nó là 4 triệu 500 ngàn. Chốt giùm em mã số là T29, dành cho anh nào săn siêu phẩm ha. T29 giá 4 triệu rưỡi. Nhưng mà anh chị thấy 4 triệu rưỡi, cái mình nghe mình so với những cái khác thì mình thấy nó cao tiền đó anh chị. Nhưng mà mình cầm 4 triệu rưỡi mình đi mua cái như vậy thì không có. Đó, mình săn dữ lắm mới có vậy thôi. Kiếm cái thứ hai cũng không có luôn. Rồi, 4 triệu rưỡi nha anh chị ơi, mã số là T29. Rồi, tiếp tục nè. Còn nữa. Còn một cái này, cái đó thì mỏng dánh nhỏ xíu, cái này bự. Hàng này của Ý luôn. Da xước Vân Tâm. Cái da này cái họa tiết nó giống với lại cái LV á anh chị. Đây, cái dạng xước Vân Tâm, dạng xước vậy nè. Đưa màu đen lên nó chá nha, mặc dù là em không có chiếu đèn luôn á. Đây nó xước như vậy ha, giống như anh nào mà đang xài mấy cái túi LV da FP thì mình mở ra liền là cái da Ebon vậy đó. Nó chỉ có không phải là cái chữ LV chỗ này thôi, nó hiệu khác. Mẫu này nó cũng là dạng cái vali và nó bự, thiệt là bự luôn. Cái giày, cái độ dày nó dày, nó dày tới 18, cao lên là được 31 nha. Bề ngang của nó sẽ được là 44 anh chị. Bự ha. Để em coi cái ngăn bên trong là dạng mình đựng cái gì. Cái này nó còn tem luôn nè. Rồi bên trong là lót vải nha. Trong này là lót vải. Ở trên đây nó có hơi sần. Hơi sần chỗ này nè. Cái miếng người ta bọc ở trên đây là cái da tổng hợp. Cho nên nó bị bong ha. Rồi. Hàng này được made in Italy, có một ngăn nhỏ đựng tài liệu nè, ngăn này mình đựng quần áo được anh chị. Ngăn này mình đựng quần áo được ha. Cái bông này nè anh chị, mình về mình ngồi mình rảnh mình cạo đó, nó ra hết là cũng ok, hoặc cứ để vậy thôi không quan trọng á, nó nằm bên trong thôi đó. Còn cái body của nó là da, mở ra bên trong này cũng là lót vải luôn, khóa AMS anh chị nha. Khóa này hiện tại là 3 số 0 bên đây, 3 số 0 bên đây. Rồi phía sau có ngăn nữa nè, rồi gài lại. Phía sau này có ngăn, ngăn phía sau là cũng là dạng lót vải luôn, một cái ngăn thêm. Mẫu này em bán cho mình với giá là 2500, 2,5 triệu. Chốt giùm em mã T30. T30 nha anh chị ơi, giá là 2 triệu 500 ngàn cho cái sản phẩm này. T30. Cái này là giá rẻ đó chị, tại size nó to, dành cho mình nhu cầu mình đựng quần áo thì ok. Rồi, tiếp tục. Em có một cái cặp. Cặp này bằng da. Cặp này nhớ không lầm là nó lỗi lót á. Bằng da, hồi nãy là xước ngang hay còn này là nó xước kiểu chéo 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 nè. Nó cũng là da bò và chưa có xài, khóa là khóa số luôn. Lót lỗi rồi. Lót này thì chắc là mình phải đi ra tiệm á anh chị. Tại vì cái lót này á mình cắt thì không biết cắt được không. Tới cái mẫu này thì em thấy chắc là mình ra tiệm là nó ok hơn. Đó anh chị. Lỗi lót nha. Bán giá lỗi lót, bên trong lỗi rồi, không có xử lý được đâu. Phải ra tiệm sửa thôi. Cho người ta thay lót cho mình khoảng vài trăm ngàn anh chị. Nếu mình biết chỗ làm ha. Người ta bán tới 80 ngàn yên lận nè. Không có rẻ đâu. Một cái cặp như vậy thôi đã là 80 ngàn yên. Thì anh chị nghĩ cái mấy cái vali hồi nãy là giá cỡ nào. Hàng khủng ha. Nhưng mà này lỗi lót rồi, bán giá lỗi anh chị ơi. Hoặc là mình về các anh chị mình thích cái này quá mà mình không có muốn tốn thêm tiền để mà đi sửa đó. Thì mình có thể dán đắp một cái lớp vải lên, vải nhung lên thì mình xài thôi, nó nằm bên trong, miễn nó không dính đồ đạc của mình là được nha. Đó là mình chế á, size là 38 nè, nhân với lại 29. Em bán cái này cho mình với giá là 400 ngàn, giá lỗi lót ha, 400. Mình lấy cái bộ khóa đó không là cũng đủ tiền rồi. Tại bộ khóa số nó rất là mắc. Cái anh nào mà mình mua phụ kiện về mình sửa chữa đó thì mình lấy cái này quá nhiều phụ kiện. T31 giá 400. Tiếc ghê luôn. Tự nhiên cái lỗi lót. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục túi nữ đi. Túi nữ thì em có cái này nè. Này mới về. Cái này màu vàng ha, bằng da, quai là quai đan màu nâu. Ở dưới màu vàng, cái form dáng nó cũng độc lạ lắm. Size ngang là được 34 nè, nhân với lại 27 anh chị. Mở nút ha, nút hết như vậy. Nút hết. Này. Bên trong hàng có hiệu.
Lót là lót vải nha. Hàng này là hàng hiệu Desmo Made in Italy, lót vải sạch đẹp, có một ngăn khóa kéo nhỏ ngay đây. Cho mình cái form dáng nó xinh xắn lạ lùng nha. Mẫu này mình đựng quần áo được, hoặc là mình xách đi làm công sở cũng được anh chị, mình phối đồ vô. Độc lạ, mã số là T32, giá của nó là 550. T32 giá là 550 cho cái túi này. Mã là T32, giá 550, màu vàng. Mới lắm, góc cạnh rất mới nha anh chị ơi. Đấy, góc cạnh siêu mới. Tiếp tục. Một cái cớp này da cá sấu gù, mà cái con cá sấu này nó bự dữ luôn, nhìn nó khí thế. Đây, cái gù cỡ này nè anh chị. Đẹp nha. Nét được cái gù nè. Để xa em không có nét được. Đẹp cỡ này, góc cạnh có sờn nha anh chị. Góc có sờn ha. Size ngang của nó sẽ được có là 31, cao lên là 22, độ dày là được 11. Quai là bên mặt trong là da bò, mặt ngoài là da cá sấu luôn. Và cái quai này nó không có gãy nha, không có bị gãy anh chị. Cái vết, cái dấu nè, cái dấu mà tròn như vậy là tại khi mà người ta gửi cho mình đó, hàng nó xẹp xuống thôi, nhưng mà nó không có bị gãy quai là mình yên tâm rồi ha. Cớp bên trong mới là lót vải. Đây, bên trong lót vải sạch đẹp. Cái này thì dành cho các cô mình xài, không có lỗi lầm ha. Độ mới khoảng cỡ 82-84%. Hàng cá sấu Cayman đó anh chị, thì thường độ mới nó không có cao, nhưng mà độ mới không cao nhưng mà không lỗi như vậy là quá ok rồi. Và lưu ý cái này mình đựng về cái mình lấy xi đen hay xi nâu gì mình đánh vô là không được nha anh chị. Cái chỗ này nè, không phải lỗi mà là cái con cá sấu này nó bự quá, thì cái sớ chỗ này nó bự quá nè, nó nở cái vảy đó anh chị. Thì khi mà mình chế tác thành cái túi thì nó ngay chỗ cái góc này thì mình thấy nó như vậy nè, nó có một vết răng ngay đây luôn. Bên đây nó cũng vậy nè, bên đây nó không có răng ha. Đó thì do con cá sấu nó bự quá đó. Chứ còn là không có bị hư lỗi chỗ nào mà do sử dụng hết. Quá trời cái gù cá sấu này nó bự rồi. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 800. Mã số là T33. 800 ngàn. Quá rẻ luôn á anh chị. Tiền triệu á. T33 giá 800. Chị cô nào chưa có sản phẩm này thì mình chốt luôn. 800 ngàn. Cho cái túi này da độc lạ bán như da bò. Một cái túi này da đan. Da đan ha, da đan form này xách tay hoặc là đeo vai ngắn giùm em, độ mới cao 85%. Cái chỗ này á, là nhung, vải nhung nè, phối với lại da mấy cái miếng ngang ngang không. Cái này cũng không phải da thật anh chị ơi, nó là da tổng hợp á. Da tổng hợp phối vải nhung nha, không phải da thật đâu, nhìn sơ tưởng da thật. Size ngang là được 32 nhân với lại 20. Khoan khóa là còn sáng nha. Bên trong lót là lót nhựa luôn. Và bên trong này lót vải luôn. Đồ mới cao ha. Em bán cái này cho mình với giá là 200. Mã T34. T34 giá 200 ngàn cho cái túi này. T34. Một cái chiếc túi da bò. Da bò này giống Dakota ghê luôn á. Để coi hiệu gì. Không, hiệu Kansai nha. Thì cũng khác gì Dakota, cũng là một thương hiệu lớn. Kansai cũng là thương hiệu lớn của Nhật ha. Bên trong lót vải bố, nó y chang như mấy cái túi mà chị nào đã sở hữu Dakota rồi thì cái da nó y vậy, quai nó như vậy. Mẫu này xách tay hoặc là đeo vai ngắn nha, góc cạnh còn mới đẹp, da xịn mịn luôn ha. Size ngang miệng là được 30, ngang đáy là được 34, cao lên là được 16. Mẫu này em bán cho mình với giá là 560 ngàn. Mã số là T35. Các cô mình xài mẫu này rất là đẹp và nó siêu bền. Đó, nó bằng da ha, siêu bền luôn. T35 giá là 560 ngàn cho cái sản phẩm này. Tiếp tục. Bữa nay là anh chị mua những cái sản phẩm này với giá rất là rẻ luôn á. Hàng mới về mà rẻ lắm. Cái này là foam hộp nha. Bên trong là lót phun sơn. Mình về mình cắt bỏ cái lót này giùm em ha. Hiện tại thì nó cũng có dính rồi. Và cái phần da bên ngoài thì nó có dính ra một cái gì đó giống như để gần mấy cái túi kia đó. Cái này thì em lau chùi sơn thôi, nhưng mà không có biết là nó hết không ha. Em vẫn bán giá lỗi lót ha. Size ngang là 25, 27 nhân với lại 22. Cái lót bên trong thì mình về mình cắt bỏ là xài được, còn bên ngoài này thì lau chùi cho nó bớt, nó sơ sơ thôi. Em bán cái này cho mình với giá là 150. Bán giá lỗi lót đó nha anh chị. Mã số là T36. Cái này dễ, mình về mình chỉ cần cắt bỏ cái lót cái là xong rồi. Thao tác rất là nhanh gọn. T36 giá 150.
Rồi một cái túi này mình nó đan nha, nhưng mà nó không phải là tre đan mà nó là cái dây nhựa đan. Dây nhựa đó anh chị, người ta đan lại màu trắng kem. Size ngang là được 33, cao lên là 22. Nó sẽ có độ dính dơ. Mẫu thì mình xách như vậy form cứng nha. Chỗ này nó có bung hơi vài vài chỗ và cái mối nối của cái sợi dây đó. Đó, nhưng mà mình vẫn xài bình thường chứ nó không có rớt đồ đâu. Bên trong là lót như vậy. Lót là lót da tổng hợp nha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 190 đây, 190 ngàn. Mã số là T37. Hàng mới về mà bán như hàng sale anh chị. T37 giá 190 cho cái sản phẩm này. Xách tay, mẫu này xách thôi. Tiếp tục. Túi này là da rắn. Da rắn màu đen ha. Ở cái giống giống cái da bò hồi nãy nè, nhưng mà cái này là bằng da rắn, bên trong là lót vải. Da rắn này một vài chỗ nó có sờn anh chị, có sờn góc nhẹ nhẹ. Nhưng mình xôi á, mình xăm mình xôi á, nè, nó sờn thôi. Chứ còn mình xách như vậy thì cũng bình thường, nó cũng vẫn rất đẹp nha. Có cái miếng tết da chứng nhận là snack skin ha, da rắn thật ha. 30 nè, nhân với lại 26, xách tay hoặc là đeo vai, dây là da rắn luôn. Bên trong là lót vải, có hai ngăn hai bên, một ngăn khóa kéo chính giữa. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 500, mã là T38. 500 ngàn, T38 dùm em giá 500. Tiếp tục. Một cái túi này da tổng hợp anh chị ơi. Cái này da tổng hợp nha, không phải da thật nha, mà rất mới luôn, màu vàng. Phối với màu nâu. Này mình để đồ vô là nó đẹp ha, rất là mới luôn. Không có chỗ nào da thật hết, toàn bộ da tổng hợp. Size là 26 nè, nhân với lại 21, nút hết miệng, dán xách tay, bên trong lót vải sạch đẹp hàng của Nhật. Mẫu này em bán cho mình với giá là 190 ngàn, mã số là T39. T39 giá 190 cho cái sản phẩm này. Mã là T39 giùm em, giá là 190 ngàn. Tiếp tục, một cái túi Bali. Bali này là canvas phối với lại da. Form là form đeo chéo anh chị nha. Bali, Bali á, khoen khóa thì có độ sờn. Size ngang á là được 27 nhân với lại 21. Bên trong là lót da tổng hợp nha, hàng được made in Italy. Giá sale của nó là 400 ngàn, quá trời rẻ luôn, 400. Mã là T40. T40 giá 400 ngàn cho cái sản phẩm này. Mã T40. Một cái túi đà điểu đeo chéo, form đeo chéo như vậy, đồ mới cao luôn. Màu nâu phối với đáy là da bò. Màu nâu đeo chéo nha, quay là quay da bò. Mẫu này rất là đẹp, trẻ đó anh chị. Size ngang là 21 nhân với lại 22 nhân với lại 10 cm. Rồi, có ngăn khóa kéo lớn nè. Bên trong là lót vải nha. Bên trong là lót vải, có một cái ngăn nhỏ. Mẫu này giá của nó là 850, mã là T41. T41 giá là 850, chữ T túi anh chị. T41. Cái này mới lắm, còn chưa có sờn gốc nữa đó. 850 thôi. Tiếp tục. Em có combo đi. Combo này, một cái này là mờ da lộn nha, da lộn. Đây. Da lộn này xách tay thôi. Size ngang của nó sẽ được có là 23 nhân với lại 15. Nút hết. Bên trong là lót vải như vậy nha anh chị ơi, lót vải ha. Một cái chiếc túi này là một cái túi tote để mình xách đồ, đơn giản gọn nhẹ mới, vải phối lại da tổng hợp. Bên trong đây. Đó, nút hết miệng ở đây ha. Rồi còn tát luôn, còn mới lắm. Size ngang là được 23 nhân với lại 21. Một cái túi này nhỏ xíu xinh thôi. Này mình mua cho em cháu mình giùm em nha, bằng da nhưng mà nó có độ cũ. Đó, bên trong nó như vậy. Cái dây này cũng là dây bé luôn, dây người lớn mình đeo không có vừa. Combo 3 món này em bán cho mình với giá là 180 ngàn. Mã số là T42, giá là 180 cho combo. Đấy, T42 giá là 180 ngàn. Rất rẻ. Tiếp tục. Cái này là da dập vân á chị, giống như dập vân hưu vậy đó nha, hàng của Valentino, dán cờ lết nè. Size ngang là 26 ha, nhân 20 nhân với lại 10 cm. Mẫu này thì lỗi lót rồi, mình lấy phụ kiện giùm em hoặc về mình cắt bỏ cái lót này nha. Đây, nó lỗi lót anh chị ơi. Nó lỗi bên trên cái nắp này thôi, tại vì bên dưới này là lót vải nè. Mình về mình cắt bỏ cái trên nắp này nè, cắt theo cái lằn này nên chị lấy cái dao lam cắt rọc nó là xong.
Hoặc là mình dán đắp một cái miếng vải dạ lên cũng được nha, nó còn tem valen này. Ở bên dưới này thì lót vải tự nhiên cho nên phun sơn chi cho nó lỗi không biết. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 200 thôi. Mình về mình xử lý cái nắp giùm em ha. 200 ngàn, hàng của Valen luôn á. Còn chìa khóa luôn. 200, T43 bán giá lỗi ha. T43 giá 200 ngàn, lỗi cái nắp, lỗi lót nắp. Còn bên dưới là bằng vải mình xài bình thường. Tiếp tục. Một cái túi này, túi top nè, mới, còn bọc luôn, chưa có xài đâu. Còn tem luôn, hàng của Nhật nha anh chị. Túi tót bằng vải. Nút hết miệng nha. Mẫu này thì dạng như mình xách đi làm, đi chơi du lịch rồi đó. Cái vải nó có phủ nhựa lên á, giống như mấy cái cách cái tình á. Nhưng mà cái này thì hiệu của Nhật. Size ngang là được 30 nè, nhân với lại 34. Em thấy nó có chung một combo nè anh chị. Cái này là một cái túi đựng mỹ phẩm nè. Y chang, chất liệu y chang ha. Đây, giá bên Nhật người ta bán là 600 mấy nha anh chị, 3.000 mấy yên nè cho cái túi này á. Rồi, bên trong này sạch đẹp luôn. Size ngang của nó sẽ được đó là 13 mấy, 22 nhân với lại 16. Combo hai cái này em bán cho mình với giá là 420, mã số là T44. Cái này nó cùng một nhà cho nên mình đừng có tách riêng ủ nha. Em bán combo để chị nào thích thì mình lấy luôn cho nó thành bộ. T44 giá là 420 ngàn, rất là mới nha. Thay vì bên Nhật mình mua hai cái đó không là nó tầm triệu mấy rồi đó anh chị. Tiếp tục đi. Cái này da khắc đẹp dày mà giới thiệu mấy lần luôn. Đẹp lắm anh chị ơi. Cái này là da mộc nha, da miếng dày luôn á, khắc rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Size ngang của nó sẽ được đó là 17 nè, nhân với lại 12. Mẫu này mình đeo thắt lưng á, mình phối đồ siêu chất hoặc là các anh các chị mình gắn vô trong chiếc xe đó, đẹp luôn nha. Bên trong là da không có thèm lót luôn, không thèm lót vải luôn. 500 ngàn cho cái này, mã số là T45. T45 giá là 500 anh chị ơi, mã T45. Đẹp vậy, chất lượng và hiếm gặp á, hàng độc lạ đó anh chị. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục là em có cái túi này bằng da khắc nha, da khắc nhưng mà khắc ít thôi, khắc của Italy hay hàng hiệu của là Roberi của Italy, khắc dày khắc nhiêu đó thôi đó. Chất da ý xịn nhưng mà nó không có mới ken, cái tông cái chất của nó cũng khá là kiểu cổ cổ quá, quai nó cũng là quai da luôn. Form dáng vậy, xách tay nha. 30 cái miệng nè. Cái đáy của nó sẽ được là 32, chiều cao lên là được 24 anh chị. Cao lên được là 24 nha. Bên trong là lót sạch đẹp anh chị nha. Một ngăn bên đây có cái khóa kéo nhỏ nữa nè. Rồi bên ngăn bên đây là có khóa kéo, từng cái khoen khóa là người ta dập hiệu ha. Đây. Đó, lót sạch đẹp anh chị nha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 450. Túi này da xịn lắm. 450, mã số là T46. T46 giá là 450 cho cái sản phẩm này. T46 giùm em, 450. Cái cặp của nữ nè, cặp da đẹp lắm. Cặp da màu đen ha. Size ngang là được 37 nè, ngang đáy là được 38, cao lên là 28. Cặp này chỉ xách thôi, không có thiết kế dây. Bên trong lót sạch đẹp luôn. Đó. Made in Italy luôn, cặp da đẹp dữ luôn á. Mà cái này em đang sale giá rẻ lắm. Đó, đựng được nhiều thứ lắm nha. Mình đựng giấy A4 cũng được, hoặc là ví dụ mình đi công tác gì đó mình đựng quần áo cái mình xách cái này chung với bộ đồ công sở nó cũng rất đẹp. Không ai biết mình xách đồ có trỏng đâu. Rồi, T47 giá của nó sẽ là 500. T47 giá 500 ngàn. T47 giá 500. Mẫu này xách tay thôi, không thiết kế dây. Mới len ken luôn. Rất mới da nó đẹp cực kỳ luôn á. Một cái chiếc túi này là cá sấu bóng kính màu nâu. Này cá sấu bóng kính nha anh chị. Form nhỏ gọn đơn giản thôi. Để em lấy cái form em bỏ vô cho nó đẹp nè. Mấy cái túi này là phải độn form lên nó mới đẹp. Đây. Cá sấu bóng kính luôn. Coi cái chất da trước đi ha. Đây, nó màu nâu, cánh dáng đậm anh chị chứ không phải màu đen tuyền nha. Hàng si, góc cạnh có sờn và cái độ mới của nó có khoảng 85% thôi. Không mới ken nha, nhưng mà nó là da cá sấu. Bên trong này, bên trong là lót nhung. Đó.
để form vô. Rồi, đại diện thôi ha, khi các chị mình đựng đồ thì nó phồng lên, nó rất là xinh. Rồi khi mình xài thì mình dày, dáng này xách tay thôi anh chị, xách nhỏ gọn xinh xắn như vậy, da cá sấu anh chị nha, đẹp quá. Nhưng mà không có mới ken đâu, bóng hới à. Size ngang là được 27 nè, cao lên là 22. Trên đây cũng cá sấu và cái quai, cái này chỗ này nó có hơi cấn nè. Cái này khi mà anh chị sử dụng á, mình có thể quấn khăn vô là đẹp nha. Cái này là cá sấu thật, có hơi sờn chỗ này. Rồi em bán giá siêu tốt cho các chị mình luôn nè. Mình chưa có cá sấu thì mình xài cái này giá rẻ đi, rồi từ từ mình mua những cái siêu phẩm sau ha. Chứ cá sấu nhiều khi nó cả 100 triệu cũng có nè anh chị, nó mắc lắm nha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 900 ngàn. Mã số là T48, không lỗi lầm ha, T48 giá 900 cho cái túi cá sấu bóng kính màu nâu, nâu đậm chứ nó không phải màu đen. Bữa hổm em có cái cá sấu đó mà không biết còn không nữa, là bữa nay em không có soạn hết cho trong kho ra đó. Rồi nay là khui hàng mới rồi, giới thiệu luôn. Đây, một cái túi này là bằng da trăng anh chị nha, dây là dây kim loại mạ màu vàng đồng giá cổ chứ không phải nó cũ nha, mà nó cũng không phải là đồng thật. Size ngang là được 35 nhân với lại 18. Cái này là da trăng thật, màu là màu nguyên thủy của con trăng. Rồi, form này nhìn nó cũng xinh là lạ, độc độc ha. Hàng được made in Italy, lót là lót nhung, có một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ ha. Mẫu này giá của nó sẽ là 450. 450, mã số là T49. T49 giá 450, da trăng bán 450 đó anh chị, rất là rẻ nha. Da bò thôi là đã giá cao hơn rồi. Cái giá này là giá là siêu mềm rồi đó. Rồi tiếp tục. Em có một cái túi này bằng da. Cái quai là da rồi nè, cái thân nó coi da gì. Cái thân này chắc da tổng hợp anh chị ơi, em bán da tổng hợp thôi nha. Made in China, form túi nó như vậy, túi bự á. Đơn giản vậy ha. Cái này là da rồi, cái này không biết chắc nên báo da tổng hợp. Size ngang là được 38 nè, cao lên là 29. Nút hết miệng nhá, dán túi top bên trong lót vải. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 200, rất là mới nha. 200 ngàn, T50. T50 giá 200 đó anh chị, T50 giá 200. Rồi, tiếp tục. Em có một cái clutch này là của Dunhill. Clutch da này là của Dunhill nha anh chị ơi, rất là đẹp nè. Nhưng mà cái phần da nó có sờn nhiều. Cái này mình về mình đánh si đen là hết, hoặc cứ để về mình xài thôi cũng được. Size là 23 nhân với lại 17 nha. Chất liệu da bò, khoen khóa là dập hiệu Dunhill hết nha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, hàng có tem Dunhill là được made in Italy, có nhiều ngăn như vậy nha anh chị ơi. Mẫu này em sale cho anh chị với giá là 450 luôn, 450 full da bò. Mã số của nó sẽ là T51, giá là 450 cho cái Clutch Dunhill. T51 giá là 450. Rồi tiếp theo, một cái túi da bự nè, màu nâu, hàng hiệu của Kitamura. Trời, túi này giá rẻ đó mà còn đây nè. Lót là lót vải sạch đẹp luôn nha, đẹp lắm nha. Đây, góc cạnh có sờn rất nhẹ nhưng mà full da, nguyên cái túi bự như vậy, da bò đó anh chị, hàng hiệu của Nhật luôn. 45 nè, nhân với lại 30, dây là hai dây luôn nha, bên hông đây, đẹp cực kỳ. Nút hết miệng. Bên trong là lót vải bố, hàng của Kitamura. Hiệu này là của Nhật đó anh chị, hiệu này nội địa Nhật. Phía trước này nó có hai ngăn nữa nè, đẹp dữ luôn. Em bán cho mình với giá là 550. Mã số của nó sẽ là T52. T52 giá là 550 cho cái túi này, mã T52 giùm em. Rồi tiếp tục. Có mấy cái này em bán combo giá rẻ mà bán hoài. Đây, một cái, hai cái, thêm cái này đi, hai cái đó để đi chung combo đó anh chị, nó không có lỗi gì hết đâu, nhưng mà nó bự thôi, nó không phải là bị lỗi nha. Ba cái này đây. Túi này là có cái tem Toribus nhưng mà không có chắc là hàng Toribus xịn không, nên em bán combo luôn ha. Bên trong có dính mực nha, bên trong là còn rất là ok bằng da, bên ngoài thì nó có bị nứt cái da gốc nè. Hiện tại thì mình vẫn xài được nhưng mà độ bền nó không quá cao thôi.
chứ mà còn là xài vẫn ok ha, xài vài lần cũng được. 30 nè, nhân với lại 50. Rồi cái túi này là vải đinh tán, đế dơ, nút hít miệng có dây đeo, bên trong là sạch đẹp luôn. Túi này bự lắm. Size ngang của nó sẽ được là 47 nè, nhân với lại 32. Rồi cái túi này thì chưa có xài, chất liệu của nó là da tổng hợp. Nó có bị bong chỗ này, lót bên trong thì rất là đẹp, còn ổ khóa, còn chìa khóa, còn nguyên chùm tem. Nguyên chùm này là cái đeo để khi đi làm anh chị. Rồi combo 3 cái này 100, mã T 53. T 53 100.000. Cái này nổi phí ship em không là cũng phải chắc 5-60 rồi đó. Nhưng mà có sẽ có chỉ cần ha. Cho nên là em bán rẻ combo. Một cái túi này bằng da màu cam. Bự, thiệt là bự luôn, form này mình đeo vai. Chữ H này không phải là HM nha. Đó là chữ high class thôi chứ không phải là ơ mệt đâu. Size là được 34 chiều cao nè, bề ngang của nó là được 36, wide nó như vậy, chất liệu da bò anh chị. Màu cam ha, độ mới còn cao. Bên trong là lót vải nha, hàng cao cấp à. Nút hít miệng thôi, không có khóa kéo miệng, nó vậy thôi. Rồi. Nhưng mà nó sâu lòng cho nên nó cũng không rớt đồ. Cái này đang bán 690 và sale cho anh chị cái này với giá là 590 ngàn. Mã số là T54. T54 giá là 590 ngàn. Giá sale á. Combo này lỗi lót đi. Nguyên combo này lỗi lót nha. Một cái nè, cái này của Kitamura lỗi lót, cái này mình về cắt bỏ cái lót là xài ok. Nó bằng da bò. Màu vàng. Size ngang của nó sẽ được có là 27 nè, ngang đáy là 22. Cao lên nó là được 22. Lỗi lót nha anh chị. Cái này nó y vậy luôn nhưng mà nó màu nó sáng hơn. Rất là trùng hợp là nó về hai đợt á anh chị, y chang luôn. Hai cái lỗi y bon. Nó về hai đợt nhưng mà đều lỗi hết, tại vì Kitamura cái dòng này dù cho là chưa có sử dụng chăng nữa thì đúng cái thời gian là nó hư lót anh chị. Có cái dòng là họ lót vải luôn, có cái dòng này là họ lót phun sơn nhưng mà 100% là hư lót. 26 nè, 22, 22 y bon ha, combo hai cái này 100, giá lỗi nha. Lỗi lót nha anh chị ơi. T55 100.000. Các chị mình giờ chỉ cần cắt bỏ cái lớp lót đó là xài bình thường hoặc là mình lấy phụ kiện lấy da bên ngoài ha. T55 giá 100 cho combo hai cái y chang lỗi lót. Rồi, tiếp tục một cái túi này là túi du lịch. Túi du lịch này cũng là canvas phối với lại da tổng hợp, hàng của Italy. Enzo. Đó. Hàng của Ý nha. À, cái này nó sẽ to hơn cái hồi nãy đầu tiên ha. Cái này là người ta gắn vô thêm chứ không phải của cái túi này. Size ngang là được 43, cao lên là 27, độ dày là 20. Bên trong lót sạch đẹp nha, hàng có tem hiệu đây. Do ACE sản xuất ha. Còn cả dây dây đeo bằng da. À, dây đeo bằng bằng cái này luôn chứ, bằng cái canvas này luôn. Rồi, mẫu này to nha anh chị, mình đựng 6 bộ đồ đổ lại là ok. Em bán cái này cho mình với giá là 400. Mã số là T56. T56 giá 400 ngàn cho cái túi này, mã T56. Tiếp tục. Túi này bằng da heo rừng, phom hến. Đấy. Da heo rừng phom hến xách tay độ mới khoảng 82-83%. 32 nhân với lại 28. Bên trong này lót vải hàng hiệu của Yoshi Inaba, lót là lót vải nha anh chị ơi. Cái này em sale cho mình với giá là 400, đang bán là 500 á. 400 ngàn, mã số là T57. Dán sách thôi nha. Da heo rừng thì cái lỗ chân lông nó sẽ là ba cái, nó chụm chụm lại vậy nè, góc cạnh có sờn. Nhưng mà da này xài cũng rất là bền ha, nó kiểu như da mộc luôn vậy. T57 giá 400 ngàn. Mã T57 giùm em giá 400. Rồi cái túi da bò này lỗi lót nữa nè, Kitamura này lỗi lót nha anh chị ơi. Một cái này thì nó của thương hiệu là Ginza. Cái này nó không phải lỗi lót mà nó cái bên ngoài nó mình thấy nó hơi rít rít và nó hơi hơi kiểu có độ dính dơ á, bán như giá lỗi luôn chứ bên trong thì không có lỗi, mình vẫn xách bình thường ha. Phom hến
22 nhân với lại 30, còn này là 31 nhân với lại 24. 100 ngàn cho combo lõi nha. 100 ngàn, mã số là T58. T58 giá 100. Bên em báo giá là đã bao gồm phí ship rồi đó anh chị. Mình không có lăn tăn về phí ship ha. Rồi cái túi này vẫn là lõi lót luôn nè, lõi lót nhưng mà nó là da da độc lạ, da linh dương nha. Bên trong lõi lót cắt bỏ cái lót là xài ok. Đó. Xách như vậy nha, cái này da độc lạ. 32 nhân với lại 27 giá lõi lót. Xe cho anh chị 200. Mã số là T59. T59 giá 200 ngàn. Cái này là da linh dương. Cắt bỏ cái là mình xài bình thường như một cái chiếc túi da độc lạ giá trị cao luôn đó. Nhưng mà mình mua có 200 ngàn. Tại vì mình phải tốn công chút xíu. Rồi tiếp tục. Em bán combo này đi. Combo hai cái túi cườm đi. Đợt này còn hai cái túi cườm này thôi. Đợt này mới này cũng chưa có về túi cườm nữa. Rồi, cườm ha, phối với lại chỗ này là vải lụa. Đồ mới này cũng cao nhưng mà không mới ken. Còn dây, sợi dây rất mới. Sợi dây này xài cho 80 cái túi khác luôn. À không. Sợi dây này thì à đúng rồi, mình được, mình tháo bằng cái sợi cái cọng khoen này là ok nha. Sợi dây này còn vàng ống dạng sách nha. Dây thì dây sách, bên trong là lót vải lụa. Mẫu này cầm tay cũng được, sách cũng được. Size ngang của nó sẽ được đó là 20 nhân với lại 10. Còn cái túi này thì nó có mất hạt á anh chị. Nè, nó mất hạt nha. Rồi dây là dây đeo chéo và dây thì nó có xuống màu. Nó sẽ là như vậy, bên trong là lót vải lụa luôn. Đó, cất dây vô đi để nó rối rắm nè. Mẫu này thì không vừa điện thoại, cái kia thì vừa, cái này thì không vừa. Rồi bán combo giá rẻ nè, hai cái này em bán cho mình với giá là 320 ngàn, mã số là T60. T60 nha, giá 320 cho combo hai cái túi đính cườm. Tiếp tục. Clutch nè. Clutch thì em còn cái này màu đen, bằng da màu đen. À nhầm, màu nâu. Nghĩ sao người ta nâu vậy nói đen. Size ngang là 24 nhân với lại 18 anh chị. Mất chìa ha. Mất chìa khóa bên trong lót da tổng hợp hàng made in Italy. Đấy, độ mới cũng còn rất là ổn nha. Có một ngăn khóa kéo nhỏ ở trong đây. Mẫu này thì nó không có, ở đây nó có cái sợi dây nè, mình muốn xài thì xài, không xài cất vô. Độ mới còn cao nhưng không mới ken ha. Theo nhanh cái này cho anh chị với giá là 400. Mã số của nó là T61, giá 400 ngàn. Mã T61 giùm em giá 400 cho cái clutch này. T61 giá 400. Một cái túi này. Túi này là da kỳ nhông mới về. Cái màu nó như vậy nha anh chị ơi. Độ mới này cỡ khoảng 80-82%, không lỗi nha, nhưng không mới ken. Size ngang là được 28 nè, ngang đáy 32, cao lên là được 20, dáng sách phom cớp. Thường kỳ nhông là họ làm phom cớp vậy thôi. Bên trong kèm cho mình cái ví chứ cái gương nữa anh chị. Rồi quá trời kèm đồ rồi. Lót là lót vải nha, sạch đẹp luôn. Mẫu này em bán cho mình với giá là 680 ngàn. Mã số là T62. T62 là giá 680 ngàn cho cái cớp kỳ nhông. Này đẹp á. Cái màu nó như vậy chứ không phải nó cũ đâu. Rồi tiếp tục, cái ba lô này là cái ba lô của nữ ha, ba lô hàng hiệu Biolina, lót là lót vải, lót là vải nhập hiệu luôn, còn tem còn tag luôn, hiệu của nó là hiệu này nè, cái chữ này nè. Rồi da canvas phối với lại da tổng hợp nha, không có da bò. Đây, ở đây có ngăn còn cả cái dustbag luôn á. Của nó luôn á, cái này chưa có xài đó anh chị, tại mình để phơm không được đẹp thôi. Size là 30 nè, ngang đáy của nó sẽ được khoảng là 26 27 nha. Đó. Mẫu này rất là xinh nha, bên hông này có ngăn nữa. Ngăn này thì nó không có thông vô bên trong đâu, nó sẽ là ngăn nhỏ thêm thôi chứ không có thông nha, không có thông vô bên trong. Đó. Lót nó đẹp vậy nên chị, cái túi này tính ra là nó xịn lắm á. Ta còn tem tag, còn túi vải đồ từ lứa chưa. Không có xấu đâu. Rồi, em sale cái này cho anh chị với giá là 300. Mã số là T63 300 ngàn. T63 giá 300. Anh chị nhận hàng em độn phơm bỏ vô túi vải đồ này kia mình bất ngờ luôn, nó mới lắm chứ không phải bình thường đâu. Tại vì đang quay cho nó nhanh đó cho nên là em làm nhanh thôi. Em có cái túi này với cái túi này bán combo đi.
Này, bán giá lỗi nha. Túi này là bằng da nè. Đó, lỗi lót nè. Đó, lót này nó lỗi ha. Giờ mình cắt bỏ cái lót này giùm em nha. Rồi, cái túi này thì không có lỗi lót. Bên trong thì nó còn mới như vậy. Nhưng mà cái quai của nó sẽ bị sần. Nó bị lão hóa da đó anh chị. Và nó dính cái giấy gì đó. Chứ còn bên ngoài này là ok nha. Cái này mình lau chùi sơ sơ là được thôi. 29 nè. Nhân 34 nhân với lại 22. Mẫu này thì 24 nhân với lại 24 luôn. Combo này em bán cho mình với giá là 180. Mã số là T64. T64 giá là 180 cho cái combo này, mã T64 giùm em giá là 180.000. Rồi, em có một cái túi du lịch, túi này bự lắm, sale nha. Túi này anh nào mà đi phượt, đi công việc thì mình thích cái mẫu dạng vậy. Nè bên trong nó vậy nên chị nó bự chảng luôn ha. Hàng được made in Japan. Rất là to nha. Tại cái góc quay nó không hết thôi. Đó nó dạng giống như mấy cái ba lô của mấy anh Tây á. Nó nhiều như vậy nè. Mẫu này thì mình xách nha. Cái quai xách của nó đây. Chất của nó là chất vải như vậy. Nhiều ngăn lắm, mình chỉ gần về mình giặt thôi tại vì nó dính bụi thôi chứ độ mới nó cao. Hai bên hông này mình tháo rời thành hai cái túi nhỏ được. Size nó tầm khoảng ở năm mươi mấy 60 luôn, nhân 30. Nhân với lại 32. Cái này đang bán 600 mấy đó, sale cho anh chị với giá là 500. Nó bự lắm nha. 500 ngàn, đựng rất là nhiều. Mình đi cả gia đình mình đựng cái túi này không cũng được nữa đó. Dạng thể thao. Tiếp tục. Cái túi du lịch da trăng bự thiệt là bự luôn. Cái này đang bán triệu mấy đó. Hôm nay em sale cho hết hàng nha. Hàng mới về rất là nhiều. Hàng cũ là sale hết. Đây. Hàng mới về cũng có một hai tuần gì thôi gì. Cái này hàng xịn cực kỳ và ít gặp á anh chị. Da trăng thường mình sẽ gặp những cái sản phẩm hàng xách tay, ví đồ thôi chứ còn túi du lịch như vậy là không có gặp nhiều đâu. Này em không có để phơm nha. Độ mới cao 90% cộng cộng. Size là 50 nhân khoảng 25 nhân với lại 25 27. Còn cả dây nha, còn dây đeo bên trong lót nhung sạch đẹp. Đẹp lắm. Dây đeo nó nằm ở đâu rồi? Dây đeo nằm đây. Dây của nó là dây da bò ha. Rồi, em sale cái này cho anh chị với giá là 1 triệu tròn. Cái này là sale để hết hàng nha anh chị ơi. 1 triệu tròn, mã số là T66. Chứ mình kiếm cách thứ hai hơi khó. Mới lắm nha, góc cạnh còn đẹp cực kỳ ha. Rồi. 1 triệu. Cái này là Samsonite nhưng mà nó là da tổng hợp. Samsonite này là da tổng hợp anh chị. Bán rẻ cho anh chị nè. Đó, nó như vậy nha. Cái này là cái miếng chỗ này nè. À, bên đây nè. Này là dạng cái vali luôn, bên trong lót vải ha. Rồi bên ngoài nó là da tổng hợp. Bên sau nó có hơi cấn nhẹ mấy cái khác đó, cho nên nó hơi dính bẩn chút. Đây, nó hơi dính bẩn chút xíu thôi, da tổng hợp nha. Mẫu này thì sách thôi, không có thiết kế dây đâu. Size ngang của nó sẽ được có là 55, ngang miệng là được 50, cao lên là 35, độ dày là được 16. Có cái chỗ này nó hơi hơi cấn chỗ này. Thấy cái đường bên trong chút xíu chỗ đó ha. Rồi. Samsonite đó anh chị. Cái này em mua vô rất là đắt cũng lâu rồi. Nhưng mà do là mình cứ nghĩ nó da bò nhưng mà về nó là da tổng hợp cho nên em cứ chần chừ không có bán ha, tại bán đường nào cũng lỗ nặng nha. Nhưng mà em sẽ sell luôn cho nó gọn nhà nha. Em bán cái này cho mình với giá là 300 ngàn. Chốt giùm em mã số là T67. T67 da tổng hợp nha. Mẫu này mình xài như cái vali để đựng đồ quần áo anh chị. T67 giá 300. T67 giá 300 ngàn cho cái túi này. Em còn một cái túi du lịch này của Marie Claire. Bự nè. Bằng da bò này cũng mới về. Không có sale gì mấy đâu. Giới thiệu cho anh chị nào bữa giờ mình chưa coi thôi. Rất là mới nha. Hàng hiệu của Marie Claire rất là xịn. Đấy, màu nâu nữa sang chảnh cực kỳ. Cái này là tại vì hôm nay lúc nãy em quay kính á, em không có chiếu cái đèn vô. Anh chị thấy cái màu nó từ trên chát xuống thôi. Nhưng mà là bên ngoài người ta màu nâu đều đẹp nha. Góc cạnh đẹp luôn, còn dây zin của nó luôn. Khoen khóa là sáng trưng luôn, hàng hiệu của Marie Claire. Này. Đẹp lắm, mới lắm. Bên trong lót vải có trần luôn. Thì cái dòng Marie Claire này luôn luôn lúc nào nó cũng có trần trần ô như vậy đó. Rồi, sạch luôn, đẹp luôn, mới luôn. Bên hông này có ngăn nữa. Bên hông này có ngăn. Cái này để phơm để đồ vô là nó phồng lên thành cái túi trống nó rất là sang.
cái anh mình đi du lịch, đi công tác gì đó thì mình xài cái này. Rồi đẹp lắm nha anh chị, hồi nãy chưa đo cái thước đúng không? Size ngang á là ngang đáy là được 50 nè. Cao lên của nó sẽ được là 25 và cái độ dày đáy của nó khoảng 23. Mẫu này em treo cho mình với giá là 1 triệu 2, mã số là T68. T68 giá là 1200. Rồi, một cái túi này phơm trống luôn, hàng hiệu của Gold Fuel. Dòng này là dòng da trâu nước. Đấy, trống nha. Trống này đựng cho khoảng 3 4 bộ á. Rất là mới nha anh chị. Phơm dán là xách tay ha, không có thiết kế dây. Size ngang là được 34 nè, cao lên là 18, độ dày của nó là được 17 cm. Hàng hiệu Gold Fuel của Đức và cái da của nó cái sớ như vậy, người ta gọi đây là cái dòng da trâu nước. Bên trong là lót vải hãng, có tem, tem này là tem quét Germany. Còn sổ, sổ của Gold Fuel. Gold Fuel mà cái dòng da mình hay gặp là cái dòng da màu màu đỏ đô á, còn cái dòng này cũng có nhưng mà cũng hơi ít hơn và nó sẽ là dạng gu chất hơn dành cho anh chú nào mà mình sưu tầm cái thương hiệu này. Rồi đây nha anh chị, nó còn túi vải nha, độ mới nó cao nhưng mà cái sớ của nó như vậy á chứ không phải nó bị cũ đâu. Mẫu này em đang bán với giá là 1450 và cũng chỉ sale cho anh chị với giá 1 triệu 3, không có giá rẻ hơn ha. 1300, mã số là T69. T69 giá là 1300. Mã T69 giùm em. Rồi, một cái cờ lết này. Vải phối với lại da rất mới nha. Hàng hiệu đó, hàng hiệu của Ý anh chị. Vải phối da độ mới cao. Mỏng nhẹ luôn. Size ngang là 27 nè, nhân với lại 19 nha, có khóa kéo miệng. Nói chung là mới lắm, mới 90 cộng luôn á. Bên trong là lót da dập hiệu nha. Rồi, cái này đang sale có 400 ngàn hả anh chị ơi, rẻ vậy luôn á. Rồi, sale nhanh cho anh chị chốt dễ nè, 350 nha, mã số là T70. Máy này là bán giá lỗ không á, T70 giá 350. Rồi xong, em kết thúc video này ở đây anh chị nha. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo, em sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều hàng mới nữa. Hàng về rất là nhiều anh chị ơi. Cảm ơn cả nhà, bye bye.